đã học 3 tiếng đồng hồ này. 3 giờ 3 tiếng đồng hồ. San San 3 tiếng rồi. San cửa xiao sư. San cửa xiao sư. Bỏ chữ bạn đi là được thay chữ san rồi. 4 tiếng. Sư. Sư cửa xiao sư. Nhưng mà 4 này là 4 giờ khác rồi. Đây là 4 giờ, ví dụ người ta nói là buổi chiều ấy, 4 giờ chiều thì là mấy nhỉ? 4 PM này chính là bằng 16 giờ, đúng không nhỉ? 16 giờ. Thế thì cái này là buổi chiều là gì? Thì vừa học buổi chiều là chào. Ủ tẹn, à xin lỗi, sẽ ủ sự tẹn, 4 giờ chiều. Còn cái này 4 giờ đồng hồ, ví dụ tính từ 8 giờ sáng cho đến 12 giờ. Thì đấy là 4 tiếng. Thì 4 tiếng này người ta sẽ dùng là cái này này. Sự cỡ xẻo sứ, hai cái này khác nhau. Phải cho thêm buổi vào để người ta biết sáng hay là chiều hay là tối. Xẻo sư tiện. Tiến nói bây giờ là mấy giờ nhỉ? Sáu giờ 40. Thế thì nói thế nào nhỉ? Buổi bây đây là buổi gì nhỉ? Buổi tối rồi. Quảng xa. Cho là 7 giờ đi. Chi. Chi đẹp. Quảng sản chi đẹp. Chính là 7 giờ tối. À 10 10 mấy giờ thì 19 đúng không? 19 giờ. Khi mà chúng ta mới học người ta nói thì mình phải xác định kỹ giờ. Nếu không thì người ta bảo là đi làm bao nhiêu tiếng mình không để ý. Ví dụ một ngày anh phải làm 8 tiếng chẳng hạn. Hay là một ngày anh phải làm đến 8 giờ chẳng hạn, 8 giờ tối chẳng hạn. Lúc đấy là hai cái hoàn toàn khác nhau rồi thì chúng ta cần để ý. Cái lúc mình đọc lên. Giờ và chữ Z. Yê lì. Yê lì. Ban yê. Ban yê. Bán là một nửa này. Và ở đây cũng là có thêm một nửa ở giữa này. Chân thêm. Chân thêm. Buồn lưỡi bất hơi. Chân thêm. Chân thêm. Xạ thêm. Xạ thêm. Chiêu thêm. Chiêu thêm. Tung thêm. Tung thêm. Chị. Chị. Quý này là trong không phải phú quý mà là đường lên đỉnh Olympia có mấy quý nhỉ? Bốn quý một năm. Thế thì một quý là 3 tháng đầu tiên là chính là mùa xuân. Quý thứ hai là mùa hè, quý thứ ba là mùa thu, quý thứ tư là mùa đông. Đấy chính là 4 quý của một năm, người ta nói là mùa này. Có lúc người ta dùng chữ quý. Dạ châu. Dạ châu. Dạ châu. Dạ châu. Giáng lị. Giáng lị. Cung lị. Cung lị. Xi lị. Xi lị. Yên lị. Yên lị. Núng lị. Núng lị. Bạn. Bạn. Léng tẻn bạn. Léng tẻn bạn. Đổi dấu hai dấu hỏi. Léng tẻn bạn. Léng tẻn bạn. Hai dấu rưỡi. Bạn cơ xiao sứ. Bạn cơ xiao sứ. Bạn cơ xiao sứ. Bạn cơ xiao sứ. Đó là nửa của tiếng đồng hồ. Người ta gọi là nửa tiếng đồng hồ hoặc 30 phút. Quảng sạng chi tẻn. Quảng sạng chi tẻn. Xia ủ sư tẻn. Xia ủ sư tẻn. Xia ủ sư tẻn. Xia ủ sư tẻn. Sư cơ xiao sứ. Sư cơ xiao sứ. Dạ lì. Dạ lì. Dạ lì. Ban đêm. Bạn dạ. Bán dạ. Nửa đêm. Chân thiên. Xuân thiên. Mùa xuân. Dạ thiên. Hạ thiên. Mùa hè. Chiêu thiên. Thu thiên. Mùa thu. Tung thiên. Đông thiên. Mùa đông. Chị. Quý. Mùa. Nhẹ. Chị nhẹ. Không cần chị. Như chữ chị của chị ơi, chị gái trong tiếng Việt ấy. Mùa
ba tháng một quý. Dạ châu, Á châu, châu Á. Giảng lị, dương lịch. Cung lị, công lịch. Si lị, tây lịch. Yin lị, yin lị. Yin lị, âm lịch. Nhúng lị, nông lịch, lịch nông nghiệp. Pạn, bán, lửa, giữa. Léng, léng, tẻn, pạn. Lưỡng, điểm bán, hai lửa giữa. Pạn cựa, xẻo xứ. Hoàn, sạng, chi tẻn. Xẻo ủ. Xẻo ủ. Xẻo ủ, sự tẻn. Sự cựa, xẻo xứ.